Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mình giới thiệu tới quý vị và các bạn một căn nhà phố thuộc hẻm Dương Cát Lợi, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè anh các bạn. Đây là hình ảnh phía trước của căn nhà này. Căn nhà này của mình có diện tích là ngang 7m, dài 15m, tổng diện tích là 105m. Hiện chủ nhà gửi mình bán với giá là 8 tỷ 300 triệu còn thương lượng. Đây là con hẻm trước nhà nha các bạn. Hẻm này khá là rộng, mình có thể đi hai ô tô tránh nhau thoải mái nha các bạn. Còn phía cuối hẻm đây hiện nay là vẫn là đất trống, là hẻm cụt nha các bạn. Xung quanh đây rất là mát, môi trường rất là trong sạch các bạn. Hẻm này các bạn đi hết hẻm đây chúng ta sẽ ra đường Dương Cát Lợi và đường Kho A. Còn nếu các bạn rẽ tay trái, mình ra hẻm 1979 và ra Ủy ban Nhân dân thị trấn Nhà Bè. Đây mình quay lại hình ảnh của căn nhà này. Căn nhà này mình nhắc lại thông tin là có tổng diện tích là 105m, ngang 7m, dài 15m. Kết cấu xây dựng là 1 trệt, 1 lầu, 1 sân thượng. Hiện chủ nhà gửi mình bán với giá là 8 tỷ 300 triệu. Và bây giờ mình đưa các bạn vào khám phá chi tiết bên trong nha. Nhà mình là có hai lớp cửa rất là chắc chắn và kiên cố. Phía ngoài đây mình có một lớp cửa sắt này. Trước cửa phòng khách mình có một lớp cửa này. Và phía bên gara đậu ô tô đây thì chúng ta có một lớp cửa cuốn phía ngoài và một lớp cửa cuốn bên trong nha. Nếu các bạn thấy video mình hữu ích, nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Đây là khoảng sân trước nhà này. Với diện tích ngang 7m, thiết kế căn nhà đẹp lắm các bạn ạ. Khoảng đậu ô tô này các bạn có thể đậu một ô tô 7 chỗ được nha các bạn. Đến cuối đây chúng ta là cầu thang bộ đi lên trên lầu nha. Căn nhà này diện tích là ngang 7m, dài 15m, tổng diện tích là 105m2. Hiện chủ nhà gửi mình bán với giá là 8 tỷ 300 triệu. Nếu các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0934 080 888 hoặc 0988 136 639. Đây là mình quay khu vực phòng khách này. Nhà đầy đủ hết nội thất rồi nha các bạn. Gia chủ sẽ để lại toàn bộ nội thất này. Mình có kệ tivi này, bộ bàn ghế này. Bộ bàn ghế này rất là sang trọng bằng gỗ tự nhiên hết nha. Đây mình quay ra phía ngoài này. Đây phía trước cửa nhà rất là thoáng. Từ vị trí căn nhà đây các bạn đi ra ủy ban thị trấn mình đi chỉ khoảng 600m thôi. Còn ra trường Nguyễn Bình Khiêm mình đi khoảng 300m. Đây là khu vực toilet của tầng trệt chúng ta này. Toilet này cũng nhỏ xinh các bạn. Dưới tầng trệt này mình cũng có một toilet nha. Bộ bàn ghế này, bộ bàn ăn này rất là đẹp. Mình có bộ bàn ăn 4 ghế. Nhà mình có sân sau và sân bên hông nhà nha các bạn. Đây là khu vực phòng bếp này. Phòng bếp khá là rộng. Nếu các bạn thấy video mình hữu ích, nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Căn nhà này mình nhắc lại thông tin là có tổng diện tích là 105m2, ngang 7m, dài 15m. Kết cấu xây dựng là 1 trệt, 1 lầu và 1 sân thượng. Hiện chủ nhà đang gửi mình bán với giá là 8 tỷ 300 triệu. Nếu các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0934 080 888 hoặc 0988 136 639. Đây là phía sân sau nhà chúng ta nha các bạn. Phía sân sau chúng ta cũng khá là rộng. Đây mình có một cây xoài này. Còn đây là phía sân bên hông nhà nha các bạn.
Và bây giờ chúng ta cùng đi lên tham quan trên lầu 1 nha các bạn. Từ vị trí căn nhà đây, nếu các bạn đi ra chợ Phú Xuân thì mình đi khoảng hơn 1 km. Còn nếu các bạn lên siêu thị Co.opmart lên Huỳnh Tân Phát thì mình đi khoảng hơn 2 km. Đây là phòng ngủ chúng ta này, phòng ở căn nhà này á, phòng ngủ đều có toilet khép kín bên trong hết nha các bạn. Đây trong phòng ngủ. Nhà mình có tủ quần áo sẵn rồi nha các bạn. Đây tủ quần áo chúng ta này. Mình có bàn trang điểm nha. Giường, kệ tivi mình có hết rồi nha các bạn. Còn đây là toilet này, toilet mình có một cái cửa nhỏ để nhìn ra bên sân bên hông này. Toilet này cũng khá là rộng. Nhà có đầy đủ máy lạnh hết rồi nha các bạn. Trước phòng ngủ chúng ta đây mình có một khoảng ban công này. Đây là hình ảnh phía trước của căn nhà nha các bạn. Đây con hẻm trước nhà. Cái ban công này của chúng ta là thông giữa hai phòng ngủ đằng trước nha các bạn. Đây mình đi sang phòng kế bên này. Đây phòng ngủ kế bên chúng ta này. Phòng ngủ này cũng khá nên là xinh xắn. Mình cũng có giường tủ và kệ tivi các bạn. Đây mình đưa các bạn tham quan toilet của phòng ngủ này. Tầng 1 này mình có 3 phòng ngủ nha các bạn. Đây toilet phía trong phòng ngủ này. Căn nhà này mình có chiếu nghỉ rất là rộng. Chiếu nghỉ giữa nên 3 phòng ngủ. Và bây giờ mình đưa các bạn vào căn phòng thứ 3 nha. Tất cả các phòng mình đều có giường, tủ, quần áo hết, đầy đủ hết. Căn nhà này có diện tích ngang 7 m, dài 15 m. Tổng diện tích là 105 m. Kết cấu xây dựng là một trệt, một lầu và một sân thượng. Giá chủ nhà gửi mình bán với giá là 8 tỷ 300 triệu. Đây toilet trong phòng ngủ này. Toilet này thì mình có một phòng tắm đứng, cửa sổ mình nhìn ra sau sân sau nha các bạn. Đây mình cửa sổ đây là mình nhìn ra sân sau nha. Đó, nhìn ra sân sau nhà này. Nhà mình có máy lạnh rồi nha các bạn. Nếu các bạn quan tâm tới căn nhà này, vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0934 080 888 hoặc 0988 136 639. Đây mình đang đi lên trên tầng thượng này. Phía trên tầng này là mình có một phòng ngủ và một toilet nha các bạn. Đây toilet này nằm phía ngoài nha. Phòng ngủ này mình chưa có nội thất gì các bạn. Trong phòng mình có máy lạnh rồi. Máy lạnh và rèm cửa. Trong phòng này mình có một cái cửa sổ nhìn ra trước nhà nha các bạn. Đây mình nhìn ra trước nhà. Mình nhắc lại thông tin căn nhà này có tổng diện tích là 105 m. Diện tích ngang 7 m, dài 15 m. Kết cấu xây dựng là một trệt, một lầu và một sân thượng. Giá chủ nhà gửi mình bán là 8 tỷ 300 triệu. Nếu các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại
0934080888 hoặc 0988136639. Nếu các bạn thấy video mình hữu ích, nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Đây là mình ở phía sân, trên sân thượng này. Sân thượng này mình rất là rộng. Đây các bạn nhìn ra kia là hẻm 1979 nha. Còn đây là trường Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 này, cơ sở 2. Đây là hẻm trước nhà nha các bạn. Trên sân này mình khá là rộng như các bạn. Còn phía xa đây chúng ta nhìn ra là kho xăng dầu nha. Kho A. Kho xăng dầu kho A. Và bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn lại phía bên trong nhà nha. Mình nhắc lại thông tin căn nhà này có tổng diện tích là 105m², ngang 7m, dài 15m, kết cấu xây dựng là một trệt, một lầu và một sân thượng. Giá chủ nhà gửi mình bán là 8 tỷ 300 triệu. Nếu các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0934080888 hoặc 0988136639. Nếu các bạn thấy video mình hữu ích, nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Đây là mình quay lại khu vực phòng khách này. Mình có giỏ lan rất là đẹp nha các bạn. Một lần nữa mình cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hữu ích, nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn.